cá nha mấy bạn. Chép đồ nó chép luôn rồi, chép nha mấy bạn. Con chép đỏ à, con cũng phải 3 kg. Quá ghê, nặng quá. Chép nha mấy bạn. Rồi, không nghe. Mình quay câu được cá chép nha mấy bạn. Mới xuống hồ luôn. Đây. Hãy nhìn nè. Đó, to. Con này chắc phải 3 kg. Rồi, có cá mình sẽ review tiếp cho mấy bạn coi nha.